trẻo đó là những viên phấn trắng và thầy là người đưa đò cần mẫn cho chúng em định hướng tương lai. Thời gian ơi, xin dừng đừng trôi, cho chúng con khoanh tay đứng cúi đầu lần nữa, gọi tiếng thầy với tất cả niềm tin yêu. Ngày mai thôi tạm biệt ngôi trường này, con đường phía trước còn dài, dù mai sau còn được học dưới mái trường này nữa, nhưng chúng em tin rằng thầy cô vẫn luôn theo bước chân của chúng em, sẵn sàng nâng đỡ khi chúng em vấp ngã. Chúng em sẽ luôn hướng về thầy cô với cả sự biết ơn và niềm tự hào khi được là con của thầy cô, đã được thầy cô giáo dục và cả bằng trái tim nồng ấm tình thương yêu. Chính vì vậy nên ngày 20 tháng 11 năm nay thì em xin thay mặt tất cả các bạn xin bày tỏ những lời chúc tốt đẹp nhất và chân thành nhất đến quý thầy cô. Chúng em thực sự cảm ơn thầy cô nhiều thật nhiều vì những kiến thức quý báu của thầy cô và quan trọng hơn là những tình cảm mà thầy cô dành cho chúng em. Và cuối cùng thì em xin chúc tất cả các thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất, và em là xin chúc lễ hội diễn ra tốt đẹp, và em xin chân thành cảm ơn ạ.